về chất âm nữa. Tiền thì chắc chắn là nó cũng sẽ không 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 quá rẻ rồi. Mình không biết nó để làm gì luôn, để mình mở ra hết đi thì mình sẽ nghiên cứu nó. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ hôm nay video đoạn này là Thiên Vũ xin được giới thiệu một dòng sản phẩm mới của Bose mà hiện tại ở thị trường Việt Nam chúng ta vẫn chưa có được phổ biến và chưa chính thức bán ở Việt Nam. Thì hiện tại trên tay Thiên Vũ đây chính là dòng loa âm trần và một dòng subwoofer âm trần đây là dòng DCMax các bạn ha, của Bose. Thì đây là dòng mới, nó thay thế cho những phiên bản như là dòng DS đồ sắp tới. Thì bây giờ mình đang có trên tay đầu tiên thì mình sẽ review khui cái hộp này ra. Hiện tại là đang còn full seal các bạn ha. Mã thùng nó còn đây, hàng chính hãng của Bose. Và các bạn sẽ xem được là số email, các bạn có thể check số email tại đây, hàng chính hãng ha. Và Bose vẫn là Bose hãng, vẫn là mắt antenna ha các bạn ha. Các bạn, nhiều các bạn cứ thắc mắc cái vụ mà mắt antenna hay là Mỹ. Không phải, các bạn phải hiểu được vấn đề là hàng nào là hàng thương mại để chúng ta xuất đi thế giới, và hàng nào hàng trong nước nội địa thì nó khác nhau. Đó, các bạn lưu ý chỗ này giúp mình. Và đây là một chiếc subwoofer âm trần. Đây các bạn. À, subwoofer âm trần. Đó, mình thấy mã này rất đẹp, nó một cái tông màu các bạn. Mà hiện subwoofer này có hai màu các bạn ha, màu trắng và màu đen. Và lo này cũng vậy, nó cũng sẽ có màu trắng và màu đen. Chúng ta sẽ chọn phù hợp theo cái tông nhà của mình. Bây giờ mình cùng khui cái mẫu này trước. Okay. Cái gì mà hàng mới của hãng là Vũ rất là thích. Thích đồ mới lắm. Vì công nghệ họ càng ngày càng cải tiến và mình trải nghiệm nó được là rất là như là những cái học hỏi, những cái kinh nghiệm của những nước khác, nước bạn rất là vui. Đó, thì khu tùng các bạn có thể quay từ, bạn cameraman đã quay từ trên xuống giúp mình ha. Thì mới khui ra thì các bạn thấy đây là một cuốn sách hướng dẫn Low Basker ha. Đó, cái hộp của nó như thế này đây. Và trong cái hộp này nó sẽ có bao gồm là hai cái, vì cái đây là một cặp nhé các bạn, không phải là một cái. Ok. Và cái bì này các bạn đừng có giục nhé các bạn. Những anh em thợ mà chúng ta thấy cái bì này chúng ta nên giữ lại, vì đây là bì kẽ để chúng ta khoét cái lỗ ở trên trần, các trần hay lầu trần như thạch cao đồ này nọ để chúng ta khoét nha. Nên chúng ta đừng bỏ bì này giúp mình nha. Rồi, ok. Nhưng mà còn khách hàng mua bên Thiên Vũ thì đã có đội thi công sẵn rồi, các bạn không cần phải lo vấn đề đó. Đây là gì đây? Mình cũng lần đầu tiên mở hộp cái này luôn các bạn. Đây chắc là giá đỡ rồi. Rồi nó có số email hả? Phụ kiện của nó kèm theo có số email đàng hoàng các bạn. Tiếp tục để mình cùng khui, các bạn cùng khui. Rồi bây giờ là tới loa, hai cái giá bỏ ra. Đây là gì đây? Để mình coi, mở cho các bạn cùng coi. Và cái sản phẩm này mình sẽ có trưng bày tại showroom các bạn ha. Mình sẽ tháo cái chiếc đầu tiên này ra là mình để trưng bày, để khi mà khách và những khách hàng muốn đến nghe và trải nghiệm á thì chúng ta có thể đến. Thì với hệ thống loa như thế này thì các bạn có thể dùng và ứng dụng cho ví dụ như là các quán cà phê nè, quan trọng về những cà phê thương hiệu nè, căn nhà nè, làm nhà thông minh, âm thanh đa vùng đồ đó. Chúng ta sử dụng những thương hiệu này thì nó rất là chất. Chất về, thứ nhất là chất về cái thương hiệu, cái giá trị thương hiệu, thứ hai nữa là về chất âm nữa. Tiền thì chắc chắn là nó cũng sẽ không 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 quá rẻ rồi. Mình không biết nó để làm gì luôn, để mình mở ra hết đi thì mình sẽ nghiên cứu nó. Tạm thời để vậy. Ok. Mình không biết là gì luôn. Rồi, đây là cái loa. Chính thức đây là cái loa. Đây các bạn. Rồi để mình mở ra. Wow, màu đen. Mình chọn là màu đen tại vì cái trần mình đang màu trắng, nhưng mà nhiều khách hàng có thể là thích màu trắng. Thì cái này, cái tông này thì các bạn mọi người có thể tự chọn.
Cái này làm âm thanh đa vùng, các bạn có thể đánh bằng volt hoặc chúng ta đánh bằng watt cũng được nha các bạn ha. Hiện tại nó đang đánh là 16 ohm thì chúng ta chúng ta đánh được khoảng tầm 8 ohm ok rồi. Còn nếu mà chúng ta quan trọng về chất lượng thì chúng ta đánh chuẩn 16 ohm luôn. Các bạn thấy không? Quay bạn camera em giống như nhảy disco vậy đó. Để anh quay từ từ các bạn xem ha. Đó. Hôm nay mình có chế độ quay video kiểu khác. Các bạn đánh giá giúp mình là cái video, cái cách quay này với độ nét của hình ảnh, các bạn đánh giá giúp Vũ nha. Để sau này Vũ sẽ làm những video thực tế để cận cảnh các bạn thấy được cái độ nét của sản phẩm hơn. Đó, ở đây các bạn coi thì các bạn muốn sử dụng cái nào thì chúng ta chỉ cần lắc cái nút này thôi. Nó có hướng dẫn cho mình nè. Đó, chúng ta đánh nè, ngõ cơm tức là ngõ âm các bạn ha. Chúng ta muốn đánh volt hay chúng ta muốn đánh watt thì tùy theo chúng ta. Mọi người có một cái chọn riêng. Đó, củ lo nó chỉ nhỏ xíu thế này thôi. Màn đây là màn giấy nè các bạn. Rất là nhỏ. Và nó có một cái họng hơi cũng khá là sâu. Khoảng nửa gang tay. Các bạn, độ sâu. Các bạn nên lưu ý cái độ sâu của cái loa nó rất là quan trọng. Vì cái độ sâu của loa nếu mà được thiết kế và đóng một cách gọi là chất lượng hoặc là cái độ khả năng bầu á, thì nó sẽ giúp cho cái giải âm của cái củ loa, của cái hộp loa nó sẽ có độ sâu cao hơn so với những cái kiểu đóng loa nhưng mà nó họng nó rất là hẹp. Giống như loa karaoke cũng vậy, loa full cũng vậy, các bạn lưu ý nha. Chúng ta chọn những cái loa mà có cái kiểu thùng đóng mà ôm hẹp bó thì chắc chắn là nó đánh sẽ rất là cứng và nhưng mà nó sẽ rất là tốt cho những dãy mid, dãy và những dãy cao. Nhưng mà cái thùng đóng càng rộng đến mấy hoặc cái khoảng không họ tính toán, các kỹ sư nước ngoài tính toán càng rộng, thường thường là đó là kinh nghiệm của Vũ thôi. Các bạn có đánh giá nào thì mỗi người sẽ có cái đánh giá khác nhau. Còn đối với Vũ thì Vũ cảm nhận những cái loa mà đánh được khoảng thùng có khoảng rộng lớn thì luôn đánh ra những dãy rất là sâu, như bass nó sẽ dày hơn, nó bù mid low rất là tốt. Đó. Đó là cái đánh giá về cá nhân của quan điểm của Vũ thôi. Mời mọi người cùng xem. Rồi. Và đây là số series của sản phẩm. Rồi. Tí nữa Thiên Vũ sẽ thi công và mời mọi người xem Thiên Vũ thi công luôn ha. Bạn quay chậm chậm cho mọi người thấy từng con ốc mà thiết kế nha. Để lấy cái thiết kế. Mình làm một đồng bộ cái này các bạn, phòng gym nè, những quán cà phê nè, căn hộ nè, chúng ta đầu tư hoặc những giải pháp âm thanh đa vùng cho những căn biệt thự villa resort đồ đó thì nó rất là hay, rất là chất lượng nếu chúng ta xài đồ bâu. Nó mang về một cái giá trị, về một cái thương hiệu, một cái tầm của các bạn nữa. Hai cái ok, giờ túi chống ẩm đó, hiện tại mình đang sử dụng hai cái thôi. Bây giờ mình sẽ đây cái mã của dòng này các bạn ha. Đây là dòng nhỏ nhất nha các bạn. Đây là dòng nhỏ nhất của cái sản phẩm dòng design mat này các bạn ha. Thì đây là dòng, nó còn những dòng cao hơn nữa, nó sẽ còn hai dòng nữa thì chúng ta tùy theo cái không gian cũng như là chúng ta lựa chọn cái công suất mà phù hợp với các bạn. Đó. Và đây. Đây là các bạn lưu ý nha. Series này là series design mat nha các bạn ha. Nó có rất nhiều dòng. Và đây mat antenna nè các bạn ha, rõ ràng ha, tem của hãng cũng đã mat antenna ha. Và số series ha. Mình quay số series các bạn tự check giúp mình luôn nha. Bạn bấm đứng video này, chúng ta dùng cái số series này các bạn check coi là Thiên Vũ có phải là đồ hãng hay không. Ok. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu các bạn một, ngoài cái loa này thì background nghe nhạc nền á thì chúng ta không cần phải dùng sub. Nhưng nếu nhà khách hàng nào quan tâm về cái chất âm á, để quan tâm về chiều sâu của âm nhạc á thì chúng ta nên có một subwoofer để đánh cái bass cho nó mềm tí xíu. Nó ra mềm mại và nó phủ đều được cái độ rộng của không gian. Đây, mình mở cho các bạn xem luôn. Đây là design mat dòng sub các bạn ha. Rồi đứng lên đi, cameraman đứng lên đi. Nên mình quay chế độ rất là nét cho mọi người cùng xem. Và mình chọn cái sub này là màu trắng. Tại sao lại là màu trắng? Thì mình xin phân tích các bạn là tại vì khi mà showroom Thiên Vũ các bạn bước đến á thì mọi người sẽ chắc chắn sẽ rất là quan tâm về cái màu trắng nó sẽ như thế nào, màu đen nước sơn sẽ như thế nào. Nên Thiên Vũ dùng full là màu đen, còn lo sub Thiên Vũ dùng màu trắng. Tại vì một lý do là khi mà khách hàng muốn chọn cái lo đó màu trắng thì các bạn cũng sẽ hình dung ra được cái nước sơn màu trắng khi mà nó treo trên trần như thế nào. Thì mọi người có thể tự quyết định, nó sẽ trải nghiệm bên ở bên Thiên Vũ, bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
về cái dòng sản phẩm này. Chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt chứ đợi mua màu đen rồi gắn lên không đẹp, rồi mua màu trắng gắn lên không đẹp, chúng ta lại đổi thì rất là khó, mà đồ hãng chúng ta mỗi lần đổi thì rất là khó. Từ khi đã khui xuyên như thế nào rồi trừ khi lỗi thôi. Chứ còn nếu mà không lỗi các bạn đổi hãng thì rất là khó sụp bọc cho các bạn vấn đề này. À, đây là lưới. Mình sẽ cho các bạn xem về nước sơn. Wow, đẹp đúng không ạ? À, đây là mặt lưới nè. Bose. Rất là đẹp. Rồi bạn quay cận cảnh từ từ độ nét, bạn lấy nét cho mọi người cùng xem về nước sơn nha. Đó. À, đây, lấy nét lại. Nước sơn rất đẹp nha các bạn. Rất là sang. Ok. Rồi, ok, tiếp tục lấy ra. Lát nữa mình sẽ tiếp đoạn đến là cái công đoạn về quay cho các bạn xem về cái lắp đặt luôn. Đây, mời các bạn xem. Slow. Đây, cái lò súp. Hồng hơi rất là to. Bát này chỉ khoảng 1.5 inch thôi nha các bạn. Lộp, xin lỗi. Xin lỗi các bạn, đây là bát 8 inch nha các bạn. Nó khá là nặng. Trọng lượng nó thì mình chưa xem về thông số kỹ thuật, nhưng mà mình chỉ biết về độ sâu cái sản phẩm này. Cái bát Superfo này nó đánh sâu đến 38 hẹp, đánh tốt từ dải 38 hẹp đến 115 hẹp. Wow, nặng quá. Yeah. Rồi, mời các bạn xuống đây coi luôn. Trải nghiệm một sản phẩm mới của hãng là một điều rất là thú mà Vũ rất là mê và ghiền. Cái dòng này á thì những cái kiểu thiết kế căn nhà, kiểu thiết kế các nhà hàng mà đánh kiểu như là đánh theo kiểu đánh phần thô á thì các bạn không cần phải âm trần. Chúng ta họ thiết kế luôn cả lo kia, nó cho chúng ta sẵn những cái bát treo, chúng ta có thể treo ti và treo dây cáp thì nó sẽ nhất rồi, nó nhìn nó sẽ rồ hơn. Tức là trần nói như là các bạn đi ở những khu trung tâm thương mại á, đó chúng ta sẽ thấy là những cái kiểu thiết kế như vậy thì chúng ta không cần âm trần, treo lên nhìn nó gấu hơn. À, những phòng mà gym mà đầu tư cái này thì ôi bá cháy luôn nha. Đây, mời các bạn cùng xem với Vũ. À, đây là củ lò. Bởi vì Vũ biết mã này Vũ đang vọc nên cũng chưa, mình sẽ để lại, mình sẽ đăng lên website về giá nè, về cái URL sản phẩm nè, cho các bạn tham khảo về thông số kỹ thuật của sản phẩm này nhiều hơn. Và đây cũng chưa hẳn là một phân khúc cao cấp của Bose đâu các bạn. Vì phân khúc cao cấp của Bose nó còn những dòng âm trần có chất lượng âm thanh nghe tốt hơn như vậy nữa. Nhưng mà ở đây mình thấy một dòng mà nhà nào cũng có thể sở hữu, những căn hộ bình thường hay là những căn nhà chúng ta có thể sở hữu được, vì tầm giá nó rất ok. Quá đẹp. Này, bạn có thể quay cái màn lo giúp mình được không? Với chất của Bose thì luôn luôn tất cả là màn giấy. Ok. Đấy, mặt sau các bạn. À. Cái này là được làm bằng nhôm nha các bạn, nhôm chứ không phải bằng nhựa. Nhôm, cái phần trên thì bằng nhựa nè, nhưng mà phần này thì bằng nhôm nè các bạn. Mình đang test coi nó làm chất liệu gì. Wow, nhìn nó rồ quá, mình thích nha. To, cái họng đánh ra nó rộng, cái hơi nó rất là rộng. Nên nó đánh cũng khá là sâu, cũng đúng, vì nó đánh xuống nữa. Khi mà nó xuống tới mình, nó âm ra tại sâu. Mình sẽ coi thông số kỹ thuật là coi cái khoảng cách từ trên trần xuống mình là bao nhiêu là chuẩn theo họ. À, và công suất RMS của nó là 150W các bạn. Và nó hồi nãy mình có đọc thông số sơ sơ là công suất cực đại nó đạt đến là 111 dB. Còn bình thường RMS của nó chỉ có 86 dB thôi. Mình thấy cũng khá lớn là âm trần cái này các bạn. Nghe nhạc nền đánh bắt rau các bạn nghe ở phạm vi mà 40m2 cũng đã, phòng mình 40m2 rồi nghe nó quá dương xăng rồi, là đủ rồi, tại vì bắt rau đâu phải các bạn đánh nhạc đen đâu.
đó, chúng ta không cần phải lớn như giống như là sân khấu, quan trọng là cái chất. Rồi vào đây thì nó cũng sẽ có về cái mã sản phẩm đó, đầy đủ số series sản phẩm, nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm đó, số series, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rất là đầy đủ, rất là chi tiết, rõ ràng về nguồn gốc, cái đó thương vụ thích. Ok, rồi bây giờ thì mời các bạn cùng Thiên Vũ theo dõi anh em Thiên Vũ lắp đặt ở trên trần để làm không gian trải nghiệm demo cho khách hàng khi mà bước đến đây, khi mà muốn nghe thử những cái sản phẩm của Thiên Vũ đưa về. Ok.